Giá cà phê hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2024, giá cà phê nội địa giảm nhẹ 400 đến 500 đồng kg. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 5 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2024 tăng nhẹ, dao động từ 3.209 đến 3.405 đô la tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.405 đô la tấn, tăng 3 đô la mỗi tấn kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.335 đô la tấn, giảm 1 đô la mỗi tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.273 đô la tấn, tăng 3 đô la mỗi tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 3.191 đô la tấn, tăng 24 đô la mỗi tấn. Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 17 tháng 5 giảm nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 198.3 cent a, giảm 0,55%. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 197,35 cent ba, giảm 0,53%. Kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 196,45 cent a, giảm 0,53% và kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 196,05 cent a, giảm 0,38%, giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 17 tháng 5 năm 2024 tăng giảm nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 242,75 đô la tấn, giảm 0,86%, kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 248,3 đô la tấn, giảm 0,76%, kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 241,05 đô la tấn giảm 0,31%, và kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 237,45 đô la tấn, tăng 0,15%. Theo các chuyên gia, giá cà phê đã có những phiên trồi sụt thất thường, tuy nhiên hiện vẫn đi theo xu hướng giảm bởi những đợt thanh lý vị thế của những nguồn quỹ và nhà đầu cơ. Họ đã mua khi giá còn thấp, tuy nhiên, thời điểm mùa đông của Brazil đang đến gần cũng đã góp phần kìm hãm sức bán thanh lý thị trường giá cà phê đi theo xu hướng giảm. Theo đánh giá, thị trường giá cà phê hiện đi theo xu hướng giảm bởi những đợt thanh lý vị thế của những nguồn quỹ và nhà đầu cơ. Các đại lý cho biết, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tốc độ thu hoạch ở Brazil đang tiến triển tốt và nhanh hơn so với những năm trước. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, giá cà phê trong nước giảm mạnh thời gian qua do nguồn cùng cà phê thế giới được cải thiện khi Brazil vào vụ thu hoạch mới. Từ đó, khách hàng chuyển sang mua cà phê từ các nguồn cung từ nước này thay vì chỉ mua từ Việt Nam. Giá cà phê trong nước Thị trường cà phê trong nước hôm nay ngày 17 tháng 5. Giá cà phê trong nước được cập nhật mới lúc 5 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2024 như sau. Giá cà phê giảm nhẹ 400 đến 500 đồng kg. Mức giá trung bình hiện nay ở quanh mốc 101.300 đồng kg tại các tỉnh Tây Nguyên giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 101.500 đồng kg. Giá cà phê Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay, ngày 17 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay giảm nhẹ 500 đồng kg so với ngày hôm trước. Huyện Cương Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 101.500 đồng kg. Tại huyện Ia Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 101.400 đồng kg. Giá cà phê ở Đắk Lắk được khảo sát từ các vùng Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, cư mờ Ga, Ia Hát Leo, Cờ Rông Năng, Cờ trong Bắc, Cờ trong Bút và Cờ Rông ana. Giá cà phê Đắk Nông Giá cà phê Đắk Nông hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2024, thu mua ở mức 101.400 đồng kg tại Giang Nghĩa và 101.300 đồng kg ở Đắk trời Lấp. Giá cà phê mới nhất ở Đắk Nông được khảo sát từ các vùng Đắk Miêu, Đắk Sông cờ rông đô giá cà phê Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 100.400 đồng kg. Giá cà phê mới nhất ở Lâm Đồng được khảo sát hôm nay từ các vùng, thành phố, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, Đà Lạt và Đức Trọng, giá cà phê Gia Lai. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 101.000 đồng kg, chư prong ở Pleiku và Lagrai cùng giá 100.900 đồng kg, giá cà phê Con Tum. Còn giá cà phê hôm nay ngày 17 tháng 5 tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 101.000 đồng kg. Kỷ lục mới của giá tiêu được thiết lập ở mức 107.000 đồng kg ngày 17 tháng 5. Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng mạnh. Hiện tại, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có giá giao dịch cao nhất ở mức 107.000 đồng mỗi kg tăng 3.000 đồng kg. Các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Đồng Nai tăng 2.000 đến 3.000 đồng kg lên trung mức 106.000 đồng kg. Thương lái tại Gia Lai và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với giá tương ứng là 105.000 đồng kg và 105.500 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng kg. Giá hồ tiêu trong nước và xuất khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận tăng, trong khi mùa vụ thu hoạch hồ tiêu đã kết thúc nên nguồn cung sẽ ngày càng giảm. Do vậy, Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam, VBSA dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Về xuất khẩu, Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 4 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 83.067 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 73.555 tấn, tiêu trắng đạt 9.512 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 352 triệu đô la. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 19,4%, tuy nhiên kim ngạch lại tăng 10,3%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 4 tháng đạt 4.065 đô la mỗi tấn, tiêu trắng đạt 5.678 đô la mỗi tấn, tăng lần lượt 19,4% đối với tiêu đen và 14,5% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm trước. Olam Việt Nam là doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024 đạt 8.359 tấn so cùng kỳ năm 2023 tăng 55,1% và chiếm 10,1% thị phần xuất khẩu tiếp theo là các doanh nghiệp Nepi Việt Nam tăng 25,7%, Trần Châu giảm 15,1%, Liên Thành tăng 76,1% và Hapro Sime GSC tăng 24%. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam chiếm 27,4% và so cùng kỳ tăng 45,2% tính chung xuất khẩu sang cả khu vực châu Mỹ tăng 40,6% và chiếm 30,2% thị phần xuất khẩu. Xuất khẩu sang châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 36,2%, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 52%, trong đó giảm mạnh nhất là thị trường Trung Quốc 95,2%. Khu vực châu Âu chiếm 26,8% thị phần xuất khẩu và so cùng kỳ năm ngoái tăng 33,6%, trong đó đứng đầu là các thị trường Đức, Hà Lan, Nga. Xuất khẩu các tháng đầu năm 2024 có sự thay đổi đáng kể. Trong khi giảm ở Việt Nam và Brazil thì Ấn Độ và Indonesia lại là hai quốc gia có lượng xuất khẩu tăng, đài phát thanh và truyền hình An Giang đưa tin. Nguyên nhân được cho là sản lượng ở Việt Nam giảm, còn ở Brazil thì được dự báo tăng vào cuối năm nhưng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến cho sản lượng nước này không như kỳ vọng dẫn tới nguồn cung không dồi dào.